Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, là cội gốc của trí nhất thiết trí, mà học các kinh khác, là nhánh lá thì chắc chắn không thể chứng quả bồ đề của Phật. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, những kinh điển nào là nhánh lá không thể hướng đến trí nhất thiết trí? Phật dạy, thiện hiện nếu pháp tương ứng với nhị thừa gồm bốn niệm trụ, nói rộng cho đến tám chi thánh đạo, bằng môn giải thoát, trí bốn đế vân vân, các thiện nam tử vân vân tu học trong đó chỉ đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác bồ đề, chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đây gọi là những kinh nhánh lá không thể đạt đến trí nhất thiết trí. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu chắc chắn đạt đến trí nhất thiết trí, có thế lực và công dụng lớn như gốc cây. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này, xả bỏ bát nhã ba la mật đa cầu học kinh khác, thì nhất định không chứng được trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu thường sanh ra các chúng đại Bồ Tát, và tất cả công đức thế gian suốt thế gian, các kinh điển khác, không có công dụng này. Nếu đại Bồ Tát tu học bát nhã ba la mật đa, tức là tu học tất cả công đức quý báu ở thế gian và suốt thế gian của chúng đại Bồ Tát, lại nữa thiện hiện như con chó đói bỏ thức ăn của ông chủ, lại theo tôi tớ mà tìm cầu miếng ăn, ở đời vị lai sẽ có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu là cội gốc của tất cả Phật pháp, lại cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa. Sự việc ấy cũng vậy, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ví như có người muốn tìm voi lớn, được voi rồi lại bỏ đi mà tìm dấu chân voi, ý ông thế nào, người kia khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện, ở đời vị lai có thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu là cội gốc của tất cả Phật pháp, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, sự việc ấy cũng như vậy, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ví như có người muốn thấy biển cả, đã đến bờ biển lại xem dấu chân trâu, ý nghĩ như vậy, nước trong biển cả liệu nó sâu rộng như thế này chăng, ý ông thế nào, người đó khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện, ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, xả bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu là cội gốc của tất cả Phật pháp, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, sự việc ấy cũng như vậy, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, như có người thợ giỏi hay đệ tử vị ấy muốn tạo ra cung điện lớn như cung điện Thù Thắng của trời Đế Thích, thấy cung điện ấy rồi liền phát họa quy mô như cung điện Nhật Nguyệt, ý ông thế nào, người thợ giỏi hay đệ tử vị ấy có thể tạo ra được điện lớn như cung điện Thù Thắng của trời Đế Thích không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, thiện hiện, ý ông hiểu sao, người kia có khôn không? Thiện hiện đáp, người kia chẳng khôn mà là loại người ngu si. Phật dạy, thiện hiện, ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, lại cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, sự việc ấy cũng như vậy, người kia chắc chắn không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, ví như có người muốn thấy chuyển luân vương, thấy rồi nhưng chẳng biết, bèn bỏ đi chỗ khác, gặp tiểu quốc vương, xem xét hình tướng, nghĩ như vậy, hình tướng và oai đức của chuyển luân thánh vương và vị này nào có khác, ý ông thế nào, người kia khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện, ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa cũng lại như vậy, muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, bỏ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, còn nói kinh điển này cùng với kia nào có khác, thì dùng kia làm gì? Do nguyên nhân này, chắc chắn người ấy chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, như có người đói được thức ăn ngon trăm vị, lại bỏ đi mà tìm ăn cơm thứ gạo để 60 ngày. Ý ông thế nào, người ấy khôn không? Thiện hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy, thiện hiện, ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa,
Bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, câu học kinh điển tương ưng nhị thừa. Muốn tìm trí nhất thiết trí ở trong ấy thật lưỡng quẩn nhọc nhằn, rốt cuộc chẳng được gì. Thì ông thế nào, người kia khôn không? Thiện Hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy: Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, như có người nghèo được ngọc vô giá lại vứt bỏ mà lấy lại ca giác, mạc ni, thủy tinh tầm thường, ý ông thế nào, người ấy khôn không? Thiện Hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy: Thiện Hiện, ở đời vị lai có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, mong được trí nhất thiết trí. Ở trong kinh điển ấy chỉ phí sức nhọc công mà chẳng được gì, ý ông thế nào, người ấy khôn không? Thiện Hiện đáp, người ấy chẳng khôn. Phật dạy: Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, khi biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các biện luận linh tinh giấy khởi, muốn nói các loại pháp môn sai khác, khiến cho việc chép kinh chẳng được hoàn hảo, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Sao gọi là nhiều sự biện luận? Nghĩa là ưa nói sắc thành hương vị xúc, ưa nói sáu pháp Ba La Mật Đa, ưa nói về dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ưa nói công đức thọ trì đọc tụng, ưa nói về tù các phước nghiệp khác như khám bệnh vân vân, ưa nói về niệm trụ cho đến chi đạo, ưa nói tất cả tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí, ưa nói pháp nội không cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết đều là việc ma của Bồ Tát. Vì sao? Vì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, muốn thuyết pháp tướng đều hoàn toàn bất khả đắc, vì không tầm tướng, vì khó nghĩ bàn, vì không có sự lo nghĩ, vì không sanh diệt, vì không nhiễm tịnh, vì không định loạn, vì xa lìa danh tự ngôn ngữ, vì bất khả thuyết, vì bất khả đắc. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các pháp như trước đã nói đều không có sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc. Các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, khi biên chép kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, bị các pháp như thế rối loạn tâm họ, khiến cho việc làm ấy không được hoàn thành, cho nên nói đó là việc mà của Bồ Tát. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có thể biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được không? Phật dạy: Thiện Hiện, không thể biên chép được. Vì sao? Thì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, sáu pháp Ba La Mật Đa như Bát Nhã vân vân đều không có tự tánh và hoàn toàn bất khả đắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng không có tự tánh và hoàn toàn bất khả đắc. Thiện Hiện, nên biết tự tánh các pháp đều vô sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, tức là vô tánh. Vô tánh như thế, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, chẳng phải pháp vô tánh có thể biên chép vô tánh, cho nên ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thể biên chép được. Thiện Hiện, nên biết các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, nếu khởi lên tưởng vô tánh đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, khi biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nếu các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa nghĩ thế này: Ta dùng văn tự biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa, những kẻ kia dựa vào văn tự mà chấp trước Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tất cả Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa đều không có văn tự. Sắc cho đến thức cũng không văn tự, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng cũng không văn tự, cho nên không chấp có văn tự để biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện Hiện, nên biết nếu các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa chấp thế này, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, tất cả Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa đều không có văn tự, sắc cho đến thức cũng không văn tự, rộng nói cho đến trí nhất thiết tướng cũng không văn tự, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa Thiện Hiện, khi biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này,
Nếu các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, nghĩ về quốc độ hoặc nghĩ về thành ấp kinh đô nơi chốn, hoặc nghĩ về thầy bổn sư, hoặc nghĩ về thầy dạy, hoặc nghĩ về bạn đồng học, hoặc nghĩ về bạn quen biết, hoặc nghĩ về cha mẹ, hoặc vợ con hay anh em chị em, hoặc nghĩ về bà con bạn bè, hoặc nghĩ về quốc vương đại thần, hoặc nghĩ về giặc cướp hay thú dữ, hoặc nghĩ về người ác hay quỷ dữ, hoặc nghĩ về chúng hội, hoặc nghĩ đến sự du hí, hoặc nghĩ báo oán báo ơn, hoặc nghĩ về những hành nghiệp khác, phải biết đây đều là việc ma của Bồ Tát. Vì ma dùng việc này quấy nhiễu Bồ Tát, làm cho những việc đang làm chẳng được thành tựu. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam tử vân vân, an trụ đại thừa khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thấm sâu này, được dành lợi lớn, được cúng dường, cung kính những thứ như y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang, lúc bệnh duyên và những của cải khác, nếu họ đắm vào việc này thì phế bỏ sự nghiệp, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, có những ác ma mang những thứ sách luận thế tục hoặc kinh điển tương ứng với nhị thừa trá hiện bản thân trao cho Bồ Tát, trong đây cũng nói rộng cho đến các tháng sự của thế tục, hoặc rộng nói cho đến các uẩn xứ giới lý duyên khởi chắc thật, hoặc 37 pháp phần bồ đề, ba môn giải thoát, bốn tịnh lự, vân vân. Chúng ma nói kinh điển này ý nghĩa thầm thủy, phải siêng tu học, bỏ việc tu tập kinh kia đi. Các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này, phương tiện thiện xảo khước từ, không nên nhận lấy sách luận thế tục mà ác ma đã cho hoặc kinh điển tương ứng với nhị thừa. Vì sao? Vì sách luận thế tục và kinh điển nhị thừa không thể dẫn đến trí nhất thiết trí, chẳng phải hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phương tiện không trái ngược, nhưng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất là trở ngại. Thiện hiện nên biết trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, ta đã nói rộng phương tiện thiện xảo về đạo Đại Bồ Tát. Nếu ở trong đây siêng năng tu học, sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, vì không có phương tiện thiện xảo nên bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thọ học sách luận thế tục của ác ma và kinh điển nhị thừa, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, những người thường nghe pháp, vui nghe, thích nghe, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nhưng người thuyết pháp ham vui lười biếng, chẳng muốn thuyết pháp cho người khác, cũng chẳng bố thí cùng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, những người thường thuyết pháp, tâm họ chẳng ham vui, cũng chẳng lười biếng, ưa thuyết, muốn cho Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu phương tiện khích lệ, biên chép thọ trì đọc tụng tu tập. Nhưng những người được nghe pháp thì biếng nhác ham vui, chẳng muốn nghe nhận cho đến tu tập, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, những người thường nghe pháp, vui nghe, muốn nghe, biên chép thọ trì đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nhưng những vị thuyết pháp thì muốn đến phương khác, chẳng chịu truyền dạy, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, những người thuyết pháp thì vui thuyết, ưa cho Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu phương tiện khích lệ, biên chép thọ trì đọc tụng tu tập, nhưng những người được nghe muốn đi nơi khác chẳng chịu nghe, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thường thuyết pháp đủ các ác dục lớn, ham chuộng danh lợi, y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang và những của cải khác, nhận sự cúng dường cung kính, tâm không biết đủ. Còn người nghe pháp thì thiểu dục vui đủ, tu hạnh viễn ly, rỗng mãnh siêng năng, đủ niệm định tuệ, chán ghét lợi dưỡng, cung kính danh dự, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy nghe nhận, thọ trì đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người hay thuyết pháp thì ít muốn vui đủ, tu hạnh viễn ly, rỗng mãnh siêng năng, đủ niệm định tuệ, chán ghét lợi dưỡng, cung kính danh dự. Còn người được nghe pháp thì đủ các ác dục lớn, ham chuộng danh lợi, y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang và những của cải khác, đối với sự cúng dường cung kính, tâm không nhằm đủ, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép thọ trì đọc tụng tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu,
Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp thì tu hành 12 công đức đầu đà, nghĩa là ở chỗ vắng vẻ cho đến chỉ chứa ba y. Kẻ được nghe pháp chẳng hành 12 công đức đầu đà, hai bên không hòa hợp, chẳng truyền dạy nghe nhận, biết chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người được nghe pháp thì hành 12 công đức đầu đà, người thuyết pháp chẳng hành 12 công đức đầu đà, hai bên không hòa hợp, chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp có tín có giới, thích vì người khác thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phương tiện khích lệ, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập. Những người nghe pháp không có tín, không giới, chẳng ưa lắng nghe, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp có tín có giới, ưa nghe ưa hỏi, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Nhưng người thuyết pháp không tín không giới, không muốn truyền dạy, hai bên không hòa hợp, chẳng được nói nghe biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp tâm không san lận hay xả tất cả, nhưng người nghe pháp thì có tâm san lận, chẳng thường buông xả, hai bên không hòa hợp, chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp tâm không san lận, thường xả bỏ tất cả, nhưng người thuyết pháp tâm có san lận, không thường xả bỏ và bố thí, hai bên không hòa hợp, chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp muốn cúng dường người thường thuyết pháp, y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang và những của cải khác, nhưng người thuyết pháp không muốn nhận dùng, hai bên không hòa hợp, nên chồng truyền dạy nghe nhận thọ trì biết chép đọc tụng, tu tập bát nhã và làm mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp muốn được người nghe pháp cung cấp y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang và những của cải khác. Nhưng người được nghe pháp không muốn cung cấp, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận biết chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp thành tựu khai trí, chẳng ưa nói rộng. Nhưng người nghe pháp thành tựu diễn trí, chẳng muốn nói được, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận biết chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp thành tựu khai trí, chẳng ưa nói rộng, nhưng người thuyết pháp thành tựu diễn trí, chẳng ưa nói lược, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận biết chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp chuyên biết rộng thứ lớp và pháp nghĩa của 12 phần giáo, gồm khế kinh cho đến luận nghị, nhưng người nghe pháp thì chẳng ưa biết rộng về thứ lớp và pháp nghĩa của 12 phần giáo, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp chuyên ưa biết rộng về thứ lớp và pháp nghĩa của 12 phần giáo, nhưng người thuyết pháp chẳng thích biết rộng về thứ lớp và pháp nghĩa của 12 phần giáo, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp thành tựu 6 pháp ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo đối với 6 pháp ba la mật đa, nhưng người nghe pháp không có đức này, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện,
Người nghe pháp thành tựu sáu pháp Ba La Mật Đa, lại có phương tiện thiện xảo đối với sáu pháp Ba La Mật Đa, nhưng người thuyết pháp thì không có đức này, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp đã chứng được Đà La Ni, nhưng người nghe pháp chưa được Đà La Ni, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp đã chứng được Đà La Ni, nhưng người thuyết pháp chưa chứng được Đà La Ni, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, những người thuyết pháp muốn được cung kính, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nhưng người nghe pháp chẳng theo ý người kia, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp muốn được cung kính, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nhưng người thuyết pháp chẳng theo ý kia, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp đã xa lìa san tham, đã lìa năm pháp ngăn che, nhưng người nghe pháp chưa lìa san tham, chưa lìa năm pháp ngăn che, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp đã xa lìa san tham, đã lìa năm pháp ngăn che, nhưng người thuyết pháp chưa xa lìa san tham, chưa lìa năm pháp ngăn che, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói kinh đại bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, nếu có người đến nói về các sự khổ cực ở ba đường ác, nhân đây lại bảo, đối với thân này, ông nên siêng năng tinh tấn, mau diệt hết gốc khổ mà vào niết bàn, lưu lại làm gì trong biển cả sanh tử, chịu trăm ngàn đau khổ bức bách, để cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do lời nói này mà việc biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu của người kia được rốt ráo. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh đại bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, có người đến khen các việc thù thắng ở cõi người, khen ngợi trời tứ đại thiên vương cho đến các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhân đây mà bảo, tuy ở cõi dục hưởng các dục lạc, ở trong cõi sắc hưởng vui tịnh lự, ở cõi vô sắc hưởng vui đẳng trí định, nhưng chúng đều là pháp vô thường, khổ không vô ngã, bất tịnh và biến hoại, pháp rơi dụng, pháp lìa, pháp tận, pháp diệt. Đối với thân này, sao ngươi không tinh tấn giữ lấy quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả độc giác bồ đề, nhập vào cõi niết bàn, an lạc hoàn toàn, cần gì phải ở lâu trong sanh tử luân hồi, cũng không việc gì phải vì người mà chịu khổ để cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do lời nói này, việc biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy, diễn nói kinh bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu của người kia không được rốt ráo. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thường nói pháp một thân không lệ thuộc, chuyên tu việc mình, chẳng lo việc người. Người nghe pháp ưa lĩnh đồ chúng, thích lo toàn việc người, chẳng lo việc mình. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người được nghe pháp thì một thân không lệ thuộc, chuyên tu việc mình, chẳng lo việc người. Nhưng người thuyết pháp ưa lĩnh đồ chúng, thích lo tan việc người, chẳng lo việc mình. Hai bên không hòa hợp,
nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp chẳng ưa ồn ào phức tạp, người nghe pháp lại thích chỗ ồn ào phức tạp, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp chẳng ưa ồn ào phức tạp, nhưng người thuyết pháp lại ưa chỗ ồn ào phức tạp, hai bên không hòa hợp, nên chẳng được truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp muốn làm cho người nghe đều theo hỗ trợ việc làm của vị ấy, nhưng người nghe pháp chẳng tùy hỷ với ý muốn của người kia, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp ưa theo giúp các việc làm của người thuyết pháp, nhưng người thuyết pháp chẳng tùy hỷ với ý muốn của người kia, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp vì danh lợi nên vì người thuyết lại muốn khiến người kia biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Người nghe pháp biết được việc làm của người kia nên chẳng muốn nghe theo lãnh thọ, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp thì vì danh lợi nên muốn thỉnh người thuyết pháp, lại muốn phương tiện biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Nhưng người thuyết pháp biết được việc làm của người kia nên chẳng nhận lời thỉnh, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác chỗ nguy hiểm thân mạng, người nghe pháp thì sợ mất thân mạng, chẳng muốn đi theo, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp muốn qua phương khác chỗ nguy hiểm thân mạng, người thuyết pháp thì sợ mất thân mạng, chẳng muốn đi chung, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác nhiều giặc cướp, tật bệnh, ôn dịch, nơi quốc thổ đói khát, người nghe pháp lo sợ gian nan, chẳng chịu đi theo, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp muốn qua phương khác nhiều giặc cướp, tật bệnh, ôn dịch, nơi quốc thổ đói khát, người thuyết pháp lo nghĩ về gian nan kia chẳng chịu cùng đi, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác là chỗ an ổn giàu vui, không có các tai nạn, người nghe pháp muốn đi theo, người thuyết pháp phương tiện nói thử, mặc dù người vì lợi mà đi theo ta, nhưng đến chỗ kia đâu chắc người vừa ý, nên suy xét thật kỹ, để sau này khỏi hối tiếc. Khi ấy người nghe pháp nghe nói vậy liền nghĩ, vậy là ông ấy chẳng muốn cho ta đi, nếu cố đi theo chắc gì được nghe pháp, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã và làm mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác, đường đi phải qua đồng hoang hiểm trở, nhiều tai nạn giặc cướp và bọn côn đồ du đảng, ác thú, thợ săn, rắn độc vân vân uy hiếp. Người nghe pháp muốn đi theo người kia, nhưng người thuyết pháp phương tiện nói thử, vì sao hôm nay không việc gì ông lại theo ta, muốn qua chỗ nhiều hiểm nạn như vậy, ông nên xét nghĩ cho thật kỹ, để sau này khỏi hối tiếc. Người nghe pháp nghe nói thế liền nghĩ,
ý người kia chẳng muốn cho ta đi theo, nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp. Do lý do này nên chẳng đi theo, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp có nhiều thí chủ thường đi theo, người nghe pháp đến thỉnh thuyết bát nhã ba la mật đa hoặc thỉnh biên chép thọ trì đọc tụng như thuyết tu hành. Người kia nhiều chướng duyên không rảnh truyền dạy, người nghe pháp sanh tâm giận hờn ghét bỏ, về sau dù có dạy trào điều gì cũng chẳng nghe nhận, hai bên không hòa hợp nên không truyền dạy, nghe nhận, biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, có những ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát, tìm cách phá hoại khiến cho không được biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập tư duy vì người thuyết giảng kinh bát nhã và làm mật đa. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, thế nào là ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát, tìm cách phá hoại, làm cho không được biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập tư duy vì người thuyết giảng kinh bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, thiện hiện, có những ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho Bồ Tát hủy bỏ nhàm chán bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Nghĩa là ác ma nói như vậy, ông đã đọc tụng tu tập kinh điển vô tướng, chẳng phải thật bát nhã ba la mật đa. Tôi đã tụng đọc tu tập kinh điển hữu tướng là chân thật bát nhã ba la mật đa. Khi nói lời này, có những đại Bồ Tát chưa được thọ ký, liền sanh tâm nghi ngờ đối với bát nhã ba la mật đa. Bởi nghi ngờ nên sanh nhàm chán hủy bỏ bát nhã ba la mật đa. Do nhàm chán hủy bỏ nên chẳng biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người thuyết giảng bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, có những ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát nói với Bồ Tát, nếu các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, chỉ chứng thật tế quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, rốt cuộc chẳng chứng được quả Phật vô thượng, vì sao phải luống uổng nhọc nhằn với kinh này? Bồ Tát nghe rồi chẳng biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ vì người thuyết giảng bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc mà của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có nhiều việc ma Bồ Tát phải biết rõ mà xa lìa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, những gì gọi là việc ác ma khiến cho Bồ Tát biết rõ mà xa lìa? Phật dạy, thiện hiện, khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có nhiều việc của ác ma tương tự như bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bồ thí ba la mật đa. Có nhiều việc của ác ma tương tự như pháp nội không, không của các pháp nội tại, ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp ngoại nội tại, đại không, không lớn, không không, không của không, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự tướng không, không của tự tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, vô tính không, không của vô thể cái không tồn tại, vô tính tự tính không, không của vô thể của tự tính của cái không tồn tại. Có nhiều việc của ác ma tương tự như trần như pháp giới, rộng nói cho đến cảnh giới bất tư nghị, Bồ Tát phải biết rõ mà xa lìa. Lại nữa, thiện hiện, khi biên chép vân vân bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có nhiều việc ma làm cản trở, nghĩa là có ác ma giả dạng bị xô đến chỗ Bồ Tát thuyết giảng giáo pháp tương ứng với nhị thừa, bảo Bồ Tát, đây mới thật sự là lời Phật nói, người nào học pháp này sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại có ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát thuyết giảng bốn niệm trụ vân vân của nhị thừa, bảo Bồ Tát, nên dựa vào pháp này siêng năng tu học sẽ giữ được quả dự lưu, rộng nói cho đến độc giác Bồ Đề, xả lìa tất cả sanh lão bệnh tử, cần gì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đây là các việc ác ma đối với bát nhã ba la mật đa mà các Bồ Tát phải biết rõ mà xa lìa. Lại nữa, thiện hiện, có những ác ma giả dạng Đức Phật,
thân toàn màu vàng ròng, thường phóng ánh sáng sang một tầm, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp viên mãn trang nghiêm đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy vậy hết lòng mến kính, do đây lui giảm trì nhất thiết trí, chẳng được lắng nghe biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập tư duy diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, có những ác ma giả dạng Bí Xô oai nghi đĩnh đạt, dùng mạo đan nghiêm đến chỗ Bí Xô. Bồ Tát thấy vậy sanh mến mộ, do đó lui giảm trí nhất thiết trí, chẳng chịu lắng nghe biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập tư duy diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, có những ác ma giả dạng Đức Phật, có các Bí Xô vây quanh tuyên thuyết chánh pháp đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy vậy rất tôn kính, bèn nghĩ, ta nguyện đời sau cũng sẽ như thế, do đây lui giảm trí nhất thiết trí, chẳng chịu lắng nghe biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập suy nghĩ diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, có những ác ma giả dạng Bồ Tát, hoặc trăm hoặc ngàn cho đến vô lượng lần, hoặc hành bố thí Ba La Mật Đa, hoặc hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát thấy vậy rất yêu mến, do đây lui giảm trí nhất thiết trí, chẳng chịu lắng nghe biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập tư duy, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Vì sao thiện hiện? Vì trong giáo pháp của Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, sắc không có sở hữu, thọ tưởng hành thức cũng không có sở hữu, nói rộng cho đến tất cả hạnh Đại Bồ Tát cũng không có sở hữu, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng không có sở hữu. Nếu ở nơi đây, sắc không có sở hữu, rộng nói cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng không có sở hữu, thì ở nơi đây tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát, độc giác, thanh văn, các loài dị sanh cũng không có sở hữu. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh là không. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, khi lắng nghe biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người thuyết giảng kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, có nhiều sự cản trở chống đối phá hoại khởi lên, làm cho việc làm của người phước mỏng chẳng được thành tựu, như ở châu thiện bộ có nhiều ngọc báu như ngọc phệ lưu ly cho đến vàng vân vân, có nhiều giặc cướp cản trở phá hoại, những người phước mỏng cầu không thể được, ngọc vô giá thần châu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng như vậy. Khi những người phước mỏng lắng nghe thỉnh hỏi vân vân, có nhiều ác ma làm cản trở. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như các thứ ngọc quý, phệ lưu ly vân vân ở châu thiện bộ có nhiều hiểm nạn cản trở. Những người phước mỏng cầu chẳng thể được, các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, vì ít phước đức nên khi lắng nghe vân vân, có nhiều hiểm nạn cản trở. Tuy có thích muốn nhưng không thành tựu. Vì sao? Vì có những người ngu si bị ma sai khiến. Nên khi các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa lắng nghe biên chép thọ trì đọc tụng, tụ tập tư duy vì người thuyết giảng kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, là người ấy bị cản trở. Bạch Thế Tôn, kẻ ngu si kia trí tuệ lu mờ, không thể suy nghĩ về Phật Pháp rộng lớn, nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể lắng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết được, mà trái lại muốn cản trở việc biên chép vân vân của người khác. Phật dạy, thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Có những người ngu si bị ma sai khiến vì chưa trồng thiện căn, phước tuệ mỏng cạn, chưa ở chỗ Phật phát thệ nguyện lớn, chưa được bạn lành hộ trì. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, tự thân không thể lắng nghe cho đến diễn thuyết được. Các thiện nam tử vân vân mới học Đại Thừa, khi lắng nghe biên chép, cho đến diễn thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này sẽ bị cản trở. Ở đời vị lai có những thiện nam tử, thiện nữ vân vân phước tuệ cạn mỏng, căn lành quá ít, nên đối với công đức rộng lớn của Như Lai tâm chẳng vui thích. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, tự thân không thể lắng nghe cho đến diễn thuyết, trái lại muốn ngăn cản việc lắng nghe vân vân của người khác. Phải biết những hạng người này mắc tội vô lượng. Lại nữa thiện hiện,
có những thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa. Khi lắng nghe biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người thuyết giảng kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, có nhiều việc ma làm cản trở khiến cho việc lắng nghe vân vân không được thành tựu, do đây không thể viên mãn Bát Nhã cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến không thể viên mãn Trí Nhất Thiết Tướng. Có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, khi lắng nghe biên chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người khác diễn nói kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nếu không có việc ma mà được viên mãn Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến viên mãn Trí Nhất Thiết Tướng, phải biết đều là nhờ thần lực của Như Lai từ bi hộ niệm, và cũng là nhờ thần lực của Như Lai ở khắp mười phương thế giới hiện tại và các chúng Bồ Tát bất thối chuyển gia hộ, khiến cho quân ác ma không thể làm chướng ngại việc lắng nghe vân vân không thành tựu, và cũng chính nhờ năng lực căn lành nơi bản thân người kia nữa. Hết quyển thứ 509.